Nguyên liệu món ăn hôm nay đơn giản thôi. Chuẩn bị thịt ba chỉ, đường, nước mắm, giấm, hành củ và nước lọc. Thêm vài ba trái ớt tươi nữa nhé. Đầu tiên, rửa sạch thịt để ráo nước. Sau đó ướp thịt với khoảng 300 g đường. Ướp đều sau đó bọc kín và để ngăn mát tủ lạnh từ 3 đến 5 tiếng. Ướp thịt đủ thời gian rồi thì lấy ra trần lại với nước sôi. Sau đó vớt thịt ra, rửa lại với nước sạch. Luộc thịt với vài ba củ hành cho thơm. Tới khi nước sôi thì cho vào một chút nước mắm nhé. Chờ thịt chín thì vớt ra để thật ráo nước. Cho hỗn hợp nước lọc, đường, mắm và giấm vào nồi đun mở vung cho đến khi sôi. Bật nhỏ lửa và đun lăn tăn khoảng 5 phút thì tắt bếp. Trong lúc chờ nước nguội thì chúng ta thái hành. Nhớ thái dọc củ hành để không bị vỡ vụn nhé. Nước nguội rồi thì cho thịt và hành vào bát hoặc lọ thủy tinh rồi đổ nước vào. Ấy chết, mải mê quá quên chưa cắt ớt. Thêm 2-3 trái ớt tươi vào cho thơm nha. Nhớ phải đổ nước ngập thịt để thịt ngấm đều và không bị hỏng nha. Xong rồi, đậy nắp lại để trong khoảng 3 đến 5 tiếng sau đó cất vào ngăn mát tủ lạnh. Chờ tiếp 5 đến 7 ngày rồi lấy ra sơi thôi he he. Ăn kèm cùng hành và dưa chua thì ngon hết sảy con bà bảy. Cất chỗ còn lại vào tủ lạnh hôm sau ăn tiếp. Xong rồi nhớ like và subscribe kênh để xem các video khác nữa nha. Thank you, bye bye.